Và con xin đọc câu hỏi cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Thầy cho con hỏi là khi tu tập oan gia trái chủ tha thứ cho mình, vậy khi con người đến lúc cận tử nghiệp thì oan gia trái chủ có về đòi nợ nữa không ạ? Cái này đó, cái câu hỏi này thì nó giống hệt như tôi vừa trả lời nãy đó. Ví dụ như bây giờ bạn mua một cái xe hay bạn mua một cái nhà đi, cái xe thì nhiều khi người mà nghèo nghèo người ta không không mua nổi xe, người ta chỉ mua cái nhà thôi. Vậy bây giờ bạn ra nhà băng, bạn vay tiền bạn mua cái nhà, thế cái nhà này bạn phải trả 30 năm phải không? Ừ, thì bạn có ký giấy tờ với người ta rõ ràng là bạn trả 30 năm hết, nhưng bạn có được quyền trả sớm hơn không? Đương nhiên là bạn được quyền trả sớm hết, tùy theo bạn làm ăn nó có khá hay không, bạn có tiền dư hay không thì bạn có quyền trả sớm hơn mà, đúng không? Ừ, thì cái chuyện nó đơn giản như vậy đó. Tức là hễ đối với oan gia trái chủ nó cũng y chang giống như bạn mượn tiền nhà băng vậy thôi, hễ bạn trả hết thì lập tức họ sẽ xóa nợ cho bạn và họ đi. Còn nếu bạn trả chưa hết thì họ sẽ đòi bằng cách nào đó mà họ phải đòi, họ lấy lại cho hết cho đủ thì họ mới tha bạn đó. Cho nên là cái chuyện mà thí dụ bạn trả chưa hết thì tới cái lúc bạn chết đó, họ tới họ đòi là chuyện bình thường. Còn nếu mà bạn đã trả hết rồi thì chưa bạn chưa cần đã chết, phải chết thì họ đã đi mất tiêu rồi, nghiệp lực của bạn nó đã hết rồi. Bởi vậy bạn mới thấy có nhiều người tại sao những cái bệnh, căn bệnh của họ mấy chục năm nhưng mà rồi tới cái lúc họ tu tập đó, thì bắt đầu nó hết. Thấy chưa? Ví dụ như những cái người mà bị chuyên đo, ở Mỹ này nè, có một cái cô đó là cổ chuyên bị đau vai gáy bởi vì cổ từng phá thai nhiều lần, 2-3 lần gì đó, mà cổ vào trong làng ta cổ tu dễ sợ luôn, nhưng mà cái vai gáy vẫn không hết và đi khám bác sĩ không ra bệnh. Thế là cuối cùng cổ cứ nói với tôi thì tôi mới hỏi: ủa vậy chứ cô có phá thai không? Nó có 2-3 lần. Thế tại sao ở trong làng ta có 7 cái phương pháp sắm thai nhi không làm theo? Đấy, mà nhưng mà cổ tu nhiều như vậy rồi mà cũng cần phải sắm thai nhi. Thế nó ừ, sắm thai nhi là đương nhiên mình phải xin họ tha thứ thì mấy đứa nhỏ nó mới tha cho chứ, không làm sao. Thế là cổ chỉ sắm thai nhi cho đúng 3 ngày là sau đó là không còn nữa. Và 1 tuần lễ sau cổ nhắn tin lại với tôi là có nói: sao mà nó màu nhiệm dữ vậy ta, sao lại nó có thể giống như thần dược vậy, chỉ trong vòng mấy ngày thôi mà mấy chục năm phải chịu khổ như vậy, phải ôm cái căn bệnh đó mà không có cách gì, không có đi bác sĩ gì chữa hết đó. Thế mà bây giờ chỉ có mấy ngày sau, và bây giờ 1 tuần lễ hành trì đúng 1 tuần lễ là cho tới bây giờ là không còn nữa và nó biến mất luôn, nghĩa là không còn cảm giác gì là luôn, cho tới bây giờ là không còn nữa. Đó, đơn giản là vậy đó. Cái sự chí thành của mình có thể thay đổi người ta. Thì bây giờ bạn cứ nghĩ đi, mình làm một việc sai, người ta nói ở sai nha, không không nhận, cứ viện lý do này viện lý do kia viện lý do nọ đủ thứ hết, thì làm sao người ta có thể tha thứ mình được. Nhưng mà nếu mình nhận ra một vấn đề, bởi vậy ngày hôm qua vui lắm, tôi đang nằm bên phòng tôi nghe hai mẹ con nó cãi nhau lớn tiếng y xèo, thằng thằng con tôi với mẹ nó, tôi nghe đã ngồi tôi chạy qua tôi hỏi ở chuyện gì. Vẫn là cái chuyện là mẹ nó complain là thằng đó thằng con tôi bây giờ nó ăn riết rồi nó mập, nhưng mà thằng này đó thì bằng mọi giá là nó cứ viện lý do là nó không mập mà là nó tập thể dục, cho nên là những cái này là thuộc về gân guốc của nó chứ không phải nó mập đó. Thì tôi mới đơn giản thôi, tôi nói tôi lại tôi rờ rờ nó, tôi ngồi gần nó rồi xong rồi tôi nắn bóp cơ bắp của nó, xong tôi hỏi: cái này ba Bi hỏi thiệt con, ba Bi thì biết mẹ con là cái tính hay càm ràm cho nên con bực bội phải không? Rồi vậy bây giờ ba Bi hỏi thiệt con là con có thấy con mập không? Anh này con không thấy con mập mà con chỉ thấy là con hơi lên cân một chút thôi chứ cũng không phải là mập lắm. Thì tôi mới nói: nhưng mà con nhìn nè, nếu mà con nói con tập thể dục hai cái tay á, thì hai cái tay con nó nở to thì thôi cũng được đi, chấp nhận đi, nhưng mà hai cái chân của con tại sao nó cũng to? Nó nói thì tại vì con tập nhảy, con chơi volleyball con tập nhảy nhiều cho nên hai cái chân nó cũng to. Ừ thì thôi con nói vậy nghe có nó cũng có lý đi, nhưng mà ba Bi nhìn con và ba Bi nhìn ba Bi, ba Bi thấy là con tăng chắc khoảng lên đang hiện tại chắc phải là 150 pound này đó. Nó không đâu, con nghĩ con chừng 150 pound thôi, trước giờ vẫn là 150 pound thôi. Tôi mới không nói gì hết đó. Tôi kêu mẹ nó im lặng đi xuống dưới lấy cái tay cái cân lên, rồi nó leo lên nó cân là đúng 160 pound giống như tôi nói, tại tôi nhìn cái tướng nó, tôi nhìn tướng tôi nói con là chắc chắn phải 160 pound rồi đó. Thế là bây giờ nó nói ô 160 pound rồi đó, nhưng mà nó vẫn viện dẫn là nó nói ừ thì có mập chút, có tăng cân chút xíu thôi chứ đâu đến nỗi gì mà mẹ cứ nói hoài nó mệt mà. Thì nói, mẹ nó nói thôi giờ xuống 140 pound đi, nó nhất định là nó không chịu. Tôi mới nói đơn giản đây,
Ok thôi giờ con nói gì cho nhiều cho mệt đi. Nếu mà con xuống 140 pound đó, ok, thì con xuống 150 pound thì Barbie sẽ cho con 200 đô. Bây giờ con xuống 140 pound, Barbie sẽ cho con 500 đô. Ok, đến 140 pound nữa, thấy khó khăn quá. 145 pound được không? Tôi nói được, 145 pound cũng được, nhưng mà nếu 140 pound thì cho 500 đô. Nhưng mà thôi bây giờ vậy cũng không có không 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 quan trọng. Là bây giờ Barbie bắt mommy cũng phải trả tiền chia với Barbie, ok? Có nghĩa là bây giờ nếu con xuống 140 pound thì Barbie với mommy sẽ cho con 700 đô. Mà mommy chịu 500 đô, Barbie chịu 200 đô thôi. Tại vì mommy là muốn con xuống pound, ok? Lại thế là mẹ con là bây giờ là cái người cần phải trả tiền chứ không phải Barbie, nhưng mà Barbie hoan hỷ. Nhưng lúc đó là nó đồng ý rồi đó, là mẹ nó mừng lắm, cho nên nó không sao hết, 500 đô Barbie cũng cho luôn, cũng chịu luôn, chấp nhận. Cái chồng tôi mới nói với mẹ đó, tôi nói thấy không, em phải nhớ đó, trên đời này nó cái cách giải quyết đó là chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề, kêu nó xuống thang mà em không cho tiền nó thì nó đâu có vui. Bà nhìn bà thấy có clip, bà nó gật đầu, bà thấy ừ, đúng rồi, tại vì dạo này nó có bồ cho nên là bây giờ nó cần tiền. Mọi thứ nó nói daddy là một cái người có tâm lý. Hồi lúc con còn nhỏ Barbie đối xử với con khác, cái cách Barbie dạy con khác, còn bây giờ con lớn Barbie phải đối xử với con khác, ok, mình phải hiểu cái tâm lý của mỗi đứa. Nó tự lúc nó lớn lên rồi nó có bạn trai gái, nó phải mình phải đối xử khác chứ. Và bây giờ nó cần tiền mà, ok, nó đi học nó cần tiền, cho nên nó nhận rồi, bắt tay tôi bắt nó phải lại bắt tay hai cha mẹ đàng hoàng, bắt tay là xác định là mình phải có một cái contract, ok, tôi chưa đồng ý nữa, tôi ra tôi cầm 200, tôi nói không, bà bị đưa trước cho con 200, con nhận tiền của bà bị, có nghĩa là con phải chịu trách nhiệm, ok, nên là không, con nhận tiền, không, mày phải nhận chứ, mày không nhận rồi mày mai mốt mày bỏ lỡ tao đâu có được, nên là ok vậy thôi con nhận 100. Ok, mày nhận trăm hẻm, mày có nhận tiền là được, con có nhận tiền là Barbie ok. Cha con là cha con, nhưng mà cái nào nó phải sòng phẳng, mình nói đâu nó phải là đó. Ok. Yeah.